Em xin chào các bác, hôm nay kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em đồng hành cùng anh ô tô Nhật Minh xin được phép giới thiệu và bán cho các bác một em Hyundai Accent với phiên bản số tự động sản xuất năm 2018 với tông màu chủ đạo màu trắng nhìn rất là đẹp. Và bây giờ chúng em cùng các bạn đang đi vòng quanh xe để cảm nhận độ đều xe, độ mới cũng như là vẻ đẹp của nó. Xe với là biển thành phố Hà Nội rồi nên các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Bác nào ở tỉnh có nguyện vọng mua xe thì bên em cũng sẵn sàng rút hồ sơ để cho các bác về tiện đăng ký sang tên đổi chủ nhanh gọn. Và ai có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999, xem xe thì xem tại số 318 A Nguyễn Xiển, Auto Nhật Minh tại trụ cầu T141. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chi tiết từng phần nhỏ của xe để cảm nhận độ đẹp, độ tương đối của xe như nào. Và đây là cụm đèn pha của xe. Xe đã trang bị đèn halogen cùng với cả giải đèn halogen và giải đèn LED này nhìn rất chìa đẹp và phê cùng với cái đèn của phun halogen. Mặt các lăng của xe Hyundai nhìn rất đẹp, gia chủ đã dán thêm cái miếng phản quang nhìn rất phê luôn. Đã dán thêm quả logo mặt cọp nhìn cực kỳ phải phóng và mạnh mẽ, cũng như cụm đèn pha bên này cũng là bi-xenon và cụm đèn LED cùng với đèn halogen nhìn rất chi là phê. Xe thì mới chạy cực kỳ ít, mới chạy có hơn 2 vạn thôi, hình như là 2 vạn mốt các bác ạ. Xe được trang bị toàn bộ là vành đúc, phanh ABS, lốp mới zin theo xe đúng đời 2018 luôn. Đây đúng đời 2018 các bác nhé. Sinh nhan đã được trang bị ở gương, hay gọi là gương tích hợp sinh nhan cùng với toàn bộ tay nắm đã được mạ chrome bậc cửa một chạm. Những cái lẹp chân kính thì rất chi là đa tính mạnh mẽ và đẹp xuất sắc. Sụp vi cá mập hay em gọi là vây nhá, xe đi khá tiết kiệm nhiên liệu với dung tích là 5,6 lít trên 100 cân, kết hợp 6,9 trong đô thị và 4,8 trong ngoài đô thị. Xe 4 cân cực cũng đều zin hết. Và cụm đèn pha, hai cụm đèn hậu của xe cũng khá là mới, gần như không hề có một tí sức xét hay là chảy chóc gì cả. Đấy, tên Xe biểu tượng logo của Hyundai, biển số Hà Nội. Toàn bộ cảm biến lùi cũng như sinh nhan thích hợp. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua cốp đầy đầu của con Accent này. Từ nhìn xa các bác nhìn thấy cốp của Accent khá là rộng, các bác thể để được 3 hoặc 2 cái vali tầm cỡ trung các bác nhé. Và dưới cốp này cũng phần lớn là mọi người hay để lốp dự phòng cùng như toàn bộ thiết bị để hỗ trợ khi các bác xảy ra sự cố trên đường của lốp. Lốp sơ cua chưa hạ các bác nhé, cam kết lốp sơ cua chưa hạ. Không gian nội thất dưới khá là sạch sẽ và zin theo hãng. Và đây là những con ốc của lốp cốp còn zin rất xuất sắc, cũng như đường keo chỉ chạy vòng quanh cốp này không hề mất một phân nào các bác ạ, đẹp xuất sắc luôn, khá là rộng rãi tuyệt vời. Và nó chủ đã lắp thêm cánh gió phía sau nhìn cực kỳ là phê. Xe thì giá thì em để có trên 400 triệu một tí thôi, nên bác nào có nguyện vọng thì mua thì cứ alo cho em. Và em thì vẫn sẽ tiếp tục giới thiệu chi tiết về xe cho các bác, cũng như là đây là cánh cửa táp đi bên phụ sau của xe nhìn khá là xuất sắc. Đây lắm mạ chrome hấp lỉ cũng như còn khá là mới, cùng như hàng ghế da zin theo hãng, không hề bong chóc và độ căng cực cao. Hai trần sơn gì cả, không gian phía chân khá sạch sẽ. Đấy, đẹp chân Batman rất chi cá tính. Lưng của ghế cũng khá là đẹp, trần đỉ đẹp xuất sắc, không chê điểm gì cả. Những con ốc còn zin theo hãng các bác nhé. Cùng với đó là những đệm răng của cánh cửa, độ đàn hồi khá là cao, cực tốt, nên tăng khả năng cách âm chống ồn cho xe.
Và đây chính là cánh cửa bên phụ. Trên táp lô cũng khá là sạch sẽ, không chê điểm gì cả. Đã được ốp Essen hãng, nhìn rất chi là sạch, chắc chắn. Những con ốc cánh cửa thế tuyệt đối đẹp, tuyệt đối zin theo hãng. Các bác nhìn chưa, xuất sắc luôn. Một túi khí và gia chủ có chế thêm một quả cam lề phải để tránh cái điểm mù. Xe đã trang bị thêm cả cam hành trình, màn hình cảm ứng zin theo xe, hộp số tự động 6 cốc, hai chỗ để cốc nước, bệ từ tay cực kỳ đẹp, zin zin zin. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua cái chỗ lái xe của các bác tài, cũng như là bộ điều khiển tổng của xe gồm có những gì và nó tích hợp ra sao. Đây, em cùng các bác chi tiết từng phần nhỏ. Trước khi mở cửa ra thì các bác nhìn thấy bộ điều khiển tổng của xe này nhìn khá là phê, đầy đủ các nút và mới như trong hãng luôn, hoạt động cực kỳ tốt. Đây, gương hoạt động cực tốt luôn, tay lắm mạ chrome, cũng như là hàng ghế lái có bơm ghế đầy đủ hết, lô tem tét thông số ấn nút đầy đủ rõ ràng. Chế độ đèn cũng như chống trơn trượt của xe này, tính năng giải trí rất cao, có đầy đủ các tính năng, gió điều hòa mát lạnh, hoạt động cực tốt. Ốp đo zin 2.1. Và bây giờ em đi tăng âm lượng cho các bác nghe nhạc này, thấy chưa, cực kỳ hay luôn. Nhưng mà em sẽ nhỏ đi để em các bác cùng chi tiết nó rõ ràng hơn về xe. Đấy, táp lô táp ly cũng như không gian bên sau khá là rộng rãi và sạch sẽ, không chê điểm gì cả. Cam hành trình đầy đủ hết, hộp số vô lăng tích hợp đầy đủ, logo sáng bóng, túi khí đầy đủ, tăng giảm nói chuyện trên vô lăng đầy đủ hết các bác nhé. Các bác không chê điểm gì. Điện nổ start top một chạm, tất cả cổng USB đầy đủ hết để các bác giải trí. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi ra hàng ghế sau để xem góc phần cánh cửa sau này nó tuyệt đối như nào. Đây các bác nhìn xem, zin 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 luôn, ba người ngồi cực kỳ rộng sáng hay, có một khoảng không gian sau để các bác ngồi sau để đồ, rất tiện trên những con đường xa, hành trình dài. Các bác, đấy, bác nào có nguyện vọng mua xe thì cứ alo cho em thôi. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chi tiết về quan động cơ của xe với dung tích máy 1.4 thì xe vận hành ra sao, có êm ái hay không, máy có khỏe không các bác nhé. Em vừa giật nút cabo cạnh cái là bạn thế là sẽ mở lắp cabo rồi. Ở đây các bác gạt sang bên trái nhá, nhấc lên toàn bộ lắp cabo còn zin theo hãng, một chủ từ đầu thì khỏi phải chê rồi, không hề mất một phân keo chỉ nào cả. Đẹp ốp lắp cabo của zin, ốc chân máy zin, toàn bộ ốc sườn xét của túi zin, không sao zin bật đều trong xe, dần zin, máy nổ thì im im im, từng chi tiết nhỏ đều xuất sắc, không chê được gì cả. Với diện tích 1.4, máy chạy khá tiết kiệm nhiên liệu, ốc chân máy zin cũng như ốc toàn cầu, lắp toàn cầu zin các bác nhé. Đẹp thì rất chi tiết, chậm rãi cho các bác thấy máy nổ êm thế nào, nước lơ mọi thứ đầy đủ. Khá là xuất sắc đấy. Và cuối buổi video thì em cũng xin được phép công khai giá cho các bác là 475 triệu. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999 để được tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ.
cho các bác. Và em xin chân thành cảm ơn các bác ạ. Chúc sức khỏe các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.